Xin chào, ở bài luyện tập chung này sẽ giúp bạn hệ thống và củng cố lại các quy tắc tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương. Biết vận dụng các quy tắc tính diện tích để giải một số bài tập có yêu cầu tổng hợp liên quan đến các hình lập phương và hình hộp chữ nhật. Nào, bắt đầu làm bài thôi! Bạn làm đúng rồi. Bạn làm đúng rồi. Bạn làm đúng rồi.
Bạn làm đúng rồi. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Bạn làm đúng rồi.
Màn ngủ của chúng ta có dạng như thế này. Đó là một hình hộp chữ nhật, nhưng chỉ có một mặt đáy mà thôi. Để cho thêm các kích thước chiều dài, chiều rộng và chiều cao nữa. Đề bài yêu cầu chúng ta tính diện tích của hình này. Diện tích của hình này được tính bằng cách lấy diện tích của bốn mặt xung quanh hình cộng với diện tích của mặt ở trên đỉnh. Diện tích xung quanh bằng chu vi đáy nhân với chiều cao. Diện tích đỉnh thì bằng chiều dài nhân với chiều rộng. Dựa vào các số đo của đề thì bạn hãy tính đi nhé. Bạn làm đúng rồi. Bạn làm đúng rồi.